Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay, ngày 23 tháng 3 năm 2024, tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một buổi gặp gỡ ý nghĩa đã diễn ra dành cho các bệnh nhân ung thư. Buổi gặp gỡ này là một phần trong nỗ lực hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư của phòng khám, bao gồm cả việc hỗ trợ điều trị miễn phí và chia sẻ kiến thức quý báu, tư vấn chuyên sâu về phác đồ điều trị và dinh dưỡng. Thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường Yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã dành thời gian tư vấn cho bệnh nhân về cách giữ gìn phác đồ điều trị ung thư, cách nấu cháo nano, thảo mộc nano và cách ăn dặm trái cây theo tháp dinh dưỡng. Những kiến thức này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bệnh nhân nâng cao sức khỏe và đẩy lùi căn bệnh ung thư, nâng cao kiến thức cộng đồng. Bên cạnh việc tư vấn về y khoa, bệnh nhân cũng được phổ biến các quy định tại phòng khám, bao gồm là tham gia về bảo vệ môi trường, trật tự xã hội và an toàn giao thông. Việc nâng cao ý thức cộng đồng cũng góp phần tạo nên môi trường sống lành mạnh và an toàn cho tất cả mọi người. Kết quả hỗ trợ điều trị đầy hứa hẹn. Thầy Nguyễn Tấn Thanh cũng đã phân tích 11 bệnh án của bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đạt hiệu quả cao. Đây cũng là tín hiệu vui mừng mang đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân đang trong cuộc chiến chống lại ung thư. Hành trình đoàn tụ đầy xúc động, buổi gặp gỡ kết thúc với niềm vui và sự xúc động khi 11 bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt kết quả cao, chuẩn bị về nhà đoàn tụ với gia đình vào thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y sĩ tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cũng như sự kiên trì và nghị lực phi thường của các bệnh nhân. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một địa chỉ tin cậy dành cho bệnh nhân ung thư, nơi họ được hỗ trợ điều trị miễn phí và nhận được những sẻ chia kiến thức quý báu. Với sự tận tâm và nỗ lực của đội ngũ y sĩ phòng khám đã và đang mang đến niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, cũng tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một buổi tập trung đã diễn ra dành cho các bệnh nhân ung thư đang được hỗ trợ điều trị miễn phí tại đây. Buổi tập trung này nhằm mục đích phổ biến các quy định của phòng khám, bao gồm những nội dung về bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Thầy Nguyễn Tấn Thanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là người đã trực tiếp chủ trì buổi tập trung. Thầy đã chia sẻ với các bệnh nhân về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định, góp phần tạo nên môi trường an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho quá trình điều trị. Về bảo vệ môi trường, thầy Thanh nhấn mạnh đến việc giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế sử dụng rác thải nhựa và tiết kiệm năng lượng. Các bệnh nhân cũng được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ để giảm thiểu khí thải độc hại. Về trật tự xã hội, thầy Thanh yêu cầu các bệnh nhân giữ gìn an ninh trật tự, ứng xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự sẽ không được dung thứ. Về an toàn giao thông, thầy Thanh nhắc nhở các bệnh nhân tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, đi đúng phần đường và chú ý quan sát khi di chuyển. Buổi tập trung đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và có ý nghĩa thiết thực. Các bệnh nhân bày tỏ sự đồng tình và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một cơ sở y tế phi lợi nhuận được thành lập bởi Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, một nhà tu hành nổi tiếng với hoạt động thiện nguyện.
phòng khám chuyên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện này một lần nữa cam kết của phòng khám cho từ yêu thương cho Phong và các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong việc cung cấp dịch vụ điều trị ung thư chất lượng cao cho bệnh nhân, đồng thời tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho cộng đồng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Thầy Nguyễn Tấn Thanh với vai trò là phó giám đốc đã trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị và hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân. 11 hồ sơ bệnh án đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao, được phân tích là những trường hợp điển hình hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị do cha Pedro Nguyễn Văn Tường nghiên cứu để áp dụng. Các bệnh nhân này đều được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn muộn với nhiều chỉ số ung thư cao. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, kết quả xét nghiệm của họ đã chuyển từ dương tính sang âm tính, đồng thời chỉ số ung thư cũng giảm đáng kể. Các phương pháp hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí kết hợp nhiều yếu tố bao gồm y học cổ truyền, sử dụng gạo tím để nấu cháo nano, các loại thảo dược quý hiếm để hỗ trợ điều trị ung thư và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân, tâm lý trị liệu giúp bệnh nhân giải tỏa căng thẳng, lo âu và nâng cao tinh thần lạc quan trong quá trình hỗ trợ điều trị. Kết quả đạt được từ 11 hồ sơ bệnh án là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã áp dụng. Đây là nguồn động viên to lớn cho các bệnh nhân đang trong giai đoạn khó khăn, đồng thời cũng là lời khẳng định cái sự cống hiến của thầy Nguyễn Tấn Thanh và các cộng sự. Việc hỗ trợ điều trị ung thư của phòng khám Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí còn cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân ung thư, hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm nâng cao nhận thức về ung thư và hỗ trợ cộng đồng. Với những nỗ lực của mình, phòng khám Cát Tường Ưu Tiên Cho Không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã và đang góp phần giúp đỡ các bệnh nhân ung thư chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này. Tôi tên là Lê Thị Thanh Văn, hiện ở tại Quảng Nam, Đại Lộc, Quảng Nam. Tôi vào đây thì được hôm nay thì được 5 tháng rồi. Căn bệnh tôi là ung thư phổi. Thì trước đấy là tôi 2020, 2021 á, là tôi phát hiện ra bệnh thì đi mổ, ở giai đoạn 1 thì mổ cắt 1/4 lá phổi. Xong rồi thì từ đó đến đến tháng 7 năm 23 là nó tái phát. Tái phát thì chụp phim ra thì nó có cái hạch, nó di căn, cái hạch. Thì bác sĩ bảo là vô Sài Gòn chụp PET-CT để kiểm tra. Thì vô chụp PET-CT thì về thì nó cái hạch nó lớn lên. Và thì phương pháp điều trị của bệnh viện á là uống thuốc đít. Thì uống thuốc đít 1 tháng đầu á, thì tôi uống 1 tháng đầu thì chụp CT ra thì nó nguyên, nó không hết, nó vẫn nguyên. Cái tháng thứ hai thì bác sĩ cho tăng liều rồi đít lên, thì bảo là sau tháng là đi chụp CT tiếp. Thì mới có nửa tháng thì tôi nghe trong này thì tôi vào Cha Tường để điều trị. Tôi vào đây điều trị thì hôm Tết thì Thành có cho đi chụp và đi 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 khám. Thì khám lần đầu tiên thì kết quả thì nó máu rồi thì nó ổn định, nó tốt, nhưng mà tôi thấy trong người nó đau. Tôi về rồi tôi thấy trong người nó đau đau, cái tôi qua Tết là tôi vô trở lại thì từ hôm Tết tới giờ là được 1 tháng. Thì thầy Thanh cho đi kiểm tra lại thì nói chung là về máu thì nó ổn định, nó không có cái gì thay đổi, máu thì tốt rồi đó. Còn lại là có một bên phổi là có một ít dịch, thì Thanh nói thôi thì ra về cũng được rồi. Còn bên thầy Tiến thì hàng ngày thì tôi tới khám thì nó cũng còn đau đau,
Thì thầy Tiến bảo thôi nếu mà bà ra viện xong thì bà cũng thấy còn đau thì bà ở lại, đến khi nào bà hết đau bà về. Nhưng mà tôi thấy trừ cũng lâu quá, cũng nhớ nhà, cũng mong mong về. Thì thầy để xin thầy về ở thêm nửa tháng nữa thôi, rồi xin thầy về ở nhà. Có gì thì tôi liên lạc với thầy để mà điều trị ở nhà. Thì cái kết quả mà đạt như hôm nay á, bà có thể chia sẻ niềm vui, ví dụ như ở trong nhà trọ, những người kia họ thấy mình như thế nào, rồi những người gia đình nữa. Nói chung là khi mà nhận được kết quả lần hai là tôi quá vui đi, quá xúc động đi. Thì không biết nói gì hơn, bởi vì nghĩ là mình căn bệnh này là chết thôi chứ không có thể sống được. Nhưng mà vô đây nhờ tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, cảm ơn các thầy ở đây đã cứu chữa. Đến ngày hôm nay như vậy là tôi thấy tốt quá rồi. Còn về nhà trọ thì nói chung là cũng được cái may mắn là vợ thì lúc đầu thì thuê nhà trọ ở dưới chợ Vĩnh Kim á, một tháng là 2,5 triệu. Nhưng mà qua tháng thứ hai á, thì có một nhà họ tự nhiên họ dẫn về, họ cho ở không, họ không có lấy tiền. Nói chung là nhà cửa phòng ốc thì cũng đầy đủ tiện nghi, nói chung cũng đỡ, họ giúp đỡ dân ở đây, người ta cũng tận tình giúp đỡ đó, thấy cũng rất là tốt. Khi mà ngày hôm kia tôi bố tin như đứa thì cả nhà nói chung là gia đình ai cũng vui mừng hết, ai cũng mừng cho tôi. Bây giờ nói lời cảm ơn các thầy với mạnh thường quân, với nhà hảo tâm rồi. Nói chung là vô đây thì tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha, cảm ơn các thầy, cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ tôi trong những ngày chữa bệnh ở đây. Bây giờ tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả các thầy. Bệnh nhân nhà mình là ông anh đây, ông ở Lâm Đồng nhưng mà mình ở Sài Gòn, thì có đi xin thiết ở bệnh viện Đại học Y Dược ở Sài Gòn á, thì có kết quả là u ác tính, tuyến nước bọt. Thì là bác sĩ chỉ định là hóa xạ trị, nhưng mà gia đình tìm hiểu theo dõi clip của Cha Tường cũng 7-8 năm nay rồi. Thật ra là mình quyết định là trực chỉ đi thẳng xuống phòng khám của các thầy luôn. Là phòng khám này là mình có cái độ tin cậy cao, và đội ngũ nhân viên y tế rồi các thầy thuốc rất là kinh nghiệm trong cái vấn đề mà chữa trị bệnh nhân. Biết bao nhiêu ca đã ra viện rồi là mình thấy rất là hiệu quả, thành ra là mình đi thẳng xuống phòng khám của các thầy luôn. Vậy thì chị đây bao nhiêu ngày rồi, cái sức khỏe của người bệnh như thế nào rồi? Người bệnh thì khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mà cũng tuân thủ cả người bệnh và người nhà. Như tôi đây là cũng nghe các thầy tư vấn rất là hay, cái phương pháp của Cha rất là khoa học đó. Thành ra là tôi cũng tuân thủ chế độ ăn chay như các thầy khuyên luôn á. Và tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhà mình tốt lắm. Hôm qua thầy Tiến có tư vấn là khoảng 2 tháng thì cho đi xét nghiệm. So sánh lúc đầu vô với đến thời điểm này. Rất là tốt. Lúc đầu vô đến thời điểm như thế nào? Lúc đầu thì bệnh tình của người nhà mình thì nó không có triệu chứng mệt mỏi hay là đau đớn gì hết. Cũng bình thường, nhưng mà có điều là cái huyết áp nó hơi tụt một chút xíu. Là do là chắc mình từ ăn mặn mà mình chuyển qua ăn chay á, thì nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà thầy cũng chỉ định là uống trà gừng rồi ăn ngọt thêm, thì thấy tình hình huyết áp là cải thiện rồi. Hôm nay tới 110 mấy rồi. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay
được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.